tôi thường xuyên nhắc nhở các bạn đồng học, sau khi chúng ta chết sẽ đi về đâu? Các bạn không nên cho rằng mình còn rất trẻ. Có câu trên đường đến suối vàng không phân già trẻ. Đặc biệt thế giới ngày nay tai nạn rất nhiều. Bạn xem cơn động đất của Đài Loan gần đây, chỉ trong thời gian mấy giây thôi, người trong cả gia đình đều chết hết. Chúng ta xem thấy có thể không cảnh giác được hay không? Cho nên Ấn Tổ khai thị cho đại chúng học Phật phải nên dán chữ tử ở trên trán, thường xuyên hỏi chính mình phải làm như thế nào, phải chân thật tu. Chúng ta thật ra mà nói rất muốn tu chân thật, nhưng vì sao tập khí lỗi lầm của chính mình không sửa lại được? Không phải là chúng ta không muốn sửa, mà thật sự muốn sửa. Chúng ta đọc kinh Đại Thừa rất nhiều, nếu tỉ mỉ suy xét sẽ thấy không sửa lỗi được là do nghe kinh quá ít, thời gian nghe pháp của chúng ta quá ít. Nguyên hội trưởng cư sĩ Lâm, cư sĩ Trần Quang Biệt, 4 năm cuối đời, ông nghe băng đĩa ghi hình. Mỗi ngày ông nghe 8 giờ liên tục trong 4 năm không gián đoạn. Mỗi một bộ kinh thường nghe rất nhiều lần. Điều này trong nhà Phật thường nói đến một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Ông đã thành công. Thành công của ông là ông nắm bắt được cơ hội thâm nhập kinh tạng. Khi học một bộ kinh, điều quan trọng là thâm nhập, cần phải thấu triệt, hiểu rõ ý nghĩa của bộ kinh đó. Như vậy tín tâm và nguyện tâm của chúng ta mới có thể sanh khởi, rồi sau đó mới có thể đem tập khí vọng tưởng trước đây của chính mình sửa đổi trở lại được. Điều này gọi là chân tu. Thời gian ông tu kể ra cũng không dài, chỉ là 4 năm mà thôi. Một ngày ông dùng 8 giờ đồng hồ. Điều này cũng là ông thị hiện cho chúng ta xem một người già hơn 80 tuổi mới bắt đầu dụng công mà vẫn còn kịp. Ông thực ra có thể giảng sanh sớm trước 2 năm, nhưng vì hộ trì cư sĩ Lâm nên ông ở lại thêm 2 năm nữa. Từ đây ta có thể biết cách tu hành huân tập thế này chỉ cần 2 năm là thành công rồi. Như vậy chúng ta biết những sai lầm của chúng ta ngày nay, đó chính là không chân thật tu hành. Lỗi là tại chính mình. Chúng ta vẫn chưa quên được tự tư tự lợi đối với chính mình, vẫn chưa buông được tham sân si mạn đối với giáo huấn của Phật, thì lúc nhớ lúc quên. Khi chúng ta đọc tụng kinh điển hình như có chút giác ngộ, nhưng khi cảnh giới hiện tiền thì lại quên hết sạch sẽ rồi. Hết thảy vẫn là thuận theo phiền não, vẫn là thuận theo tập khí. Do vậy vào thời khóa buổi tối, chúng ta cần nghiêm chỉnh tư duy mà phản tỉnh. Ngày hôm nay mình có bao nhiêu lỗi lầm? Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, trong ngày hôm nay mình đã nghĩ được mấy việc tốt, làm được mấy việc tốt rồi. Khi đem ra so sánh, bạn sẽ biết được bạn sẽ đi về đường nào. Cho nên việc này đâu cần thiết đi hỏi người khác. Do đó người thực sự giác ngộ là người tự thấy việc tự sửa đổi lỗi lầm là việc cấp thiết số 1 của chính mình. Nếu như khởi tâm động niệm vẫn là đi tìm lỗi của người khác, thì đó chính là lỗi lầm lớn nhất của chính mình rồi. Không có tội nào nặng hơn tội này. Cái tâm này cũng đã ác đến chỗ cùng cực rồi. Xã hội ngày nay tại vì sao lại bại hoại đến mức độ như vậy? Hay nói là toàn bộ tất cả xã hội hiện tại, người người đều biết cách phê bình người khác, khinh mạng người khác, cho nên mới chiêu cảm quả báo thế này. Chúng ta hãy xem cõi tịnh độ của chư Phật. Thế Tôn nói với chúng ta, ở nơi đó người người đều tán thán lẫn nhau, không có việc đã kích phê bình người khác. Chúng ta lại xem kinh điển của Thiên Chúa Giáo và Cơ Đốc Giáo. Thiên đường mà họ miêu tả trên kinh điển cũng là một khung cảnh âm thanh tuyệt mỹ, không có hủy báng, không có đả kích. Rất đáng để chúng ta suy ngẫm, để chúng ta phản tỉnh. Hai câu giáo huấn này chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ, nhất định không được phạm phải
Nếu như phạm phải lỗi lầm này thì bạn niệm Phật nhất định không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Vì bạn là người ác. Thế giới Cực Lạc là nơi chư thượng thiện nhân tụ hội một nơi. Bạn tuy là có niệm Phật, niệm cũng khá tốt, niệm cũng rất nhiều, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, 20 vạn tiếng Phật hiệu, nhưng tâm bạn ác, hành vi của bạn ác. Điều kiện giảng sanh về tịnh độ là tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tâm địa xấu ác thì không thể giảng sanh được rồi. Trích lục từ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên giảng giải tập 77.